25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tôm một lấy nữa rồi. Đây. Ôi giời. Sa ba. Trứng thôi. Trứng thế nào? Trứng mở ra mà xem. Hôm nay cho Hiệp vác gạo nhá. Anh em vừa chuyển xong 51 bao các bạn ạ. Có anh em ở trên bản xuống hỗ trợ nữa nên là bốc được khá là nhanh đấy. Bây giờ sẽ di chuyển về nhà anh Tú để lấy thêm mì tôm. 51 bao. Đây là chiêm hương này. Rồi. À, đấy. 51 bao này, nhân với 30 cân này bằng 1 tấn 530. 530 kg này. Ừ. Nhân với giá 12. Rồi. Đây nhá, nhân với giá 12. Bằng 18 triệu 360 nghìn. Hôm qua đặt 2 triệu. Bây giờ còn 16 triệu 360 nghìn. Đây cái vợ đếm cho rồi, nhất là có đủ không nhé. Cô đếm một cháu nhé. 16 360. Mẹ ơi. 2 3 4 5 6. Có nhiều không? Chỉ cho xe này chở cho. 12 là 16 này. 12 với 4 là 16. 360.000 đây nhá. Chuẩn rồi. 16.360.000 nhá. Chưa, chuẩn chưa? Ok. Rồi, cảm ơn nhá. Cảm ơn nhá. Chưa vậy đã. Còn phải lấy phiếu. Lấy phiếu rồi chứ. À có lấy phiếu chứ. Đây tiếp tục sang bên nhà anh Tú bốc 51 thùng mì tôm và mắm muối mì chính nhá các bạn nhá. Hello chào mọi người. Đây hôm nay em gái Mường sẽ cho em gái Mường lên bản nhá. Ở nhà quay ẩm thực nhiều lắm rồi, hôm nay phải cho lên bản. Ấy sáng ra phải tập thể dục bốc vác cùng anh về cho săn chắc. Đi được thì cười muốn săn chắc. Ây da, đấy tí ấy kiểu gì? Cao quá anh ạ, hạ thấp xuống tí thôi. Anh Vinh. Hả? Sợ rơi không? Anh có bạt rồi. Sao? Cái bên này. Nhưng mà em nghĩ cái bao gạo ấy nó trơn đấy. Xếp kiểu có kiểu nó rồi. Cái này á? Nước uống cái lân á, em chưa bao giờ thấy nước uống cái. Cái này là chân nước chấm. Dầu ăn. Dầu ăn. Dầu ăn à? Anh có thích dầu ăn không? Đây nước. Ông Giang bảo. Không cần đâu, bạt không cần giải nữa đâu, cứ xếp vào đây thôi. Bạt giải mỗi gạo thôi. Cá một người ta bảo méo. Bố lúc đấy trên kia mưa thật, tí chú về ngó xem. Ôi trời ơi, giờ nó còn sáng ra ấy. Trên cái bản đều. Đầy một xe đấy nhỉ. Yeah. Em vừa trên cái số mà. Hết chưa anh? Thế bản đều có mưa. Phun. Phun á. Nhưng mà lúc đấy bây giờ thì phun thôi, còn lúc mưa to thì nó mưa to thật. À bánh kẹo nữa. Kẹo cho các cháu nữa kìa. Ồ, xếp dưới đi, còn nhiều nữa đâu. Hết rồi mày. Xình biết xếp đấy. Cứ xếp lên cao. Cứ làm như cái tháp lên đấy cho nó máu nhỉ. Có 3 chai dầu ăn lẻ đấy, với lại mì chính nữa. Có cả gà. Gà lên cho anh cháu. Ô, các cháu nữa. Cơm cho anh em ạ. Rồi, các cháu lên sướng nhờ. Cái này treo ở xe anh. Lười học nữa không được rồi. Cái để sang bên cạnh luôn được chưa? Dần này tí ghi về cho anh nhé. Ấy chị xin. À để chép xe máy ấy, chị Dần. Còn thừa bao nhiêu các thứ rõ ràng cho anh nhé. Ghi lấy bây giờ luôn ấy, hay là tối mới. Bất cả. Hả? Bây giờ luôn hay là tối mới.
Cái thùng kia cao thế anh cho BB xuống thấp này này. Khiếp. Để trong túi còn sợ nhảy ra được. Để do thời tiết hôm nay trời mưa nên là anh em phải phủ bạt từ dưới nhà lên các bạn ạ. Sợ đi dọc đường ấy, dính mưa to ấy. Sáng nay ngủ dậy sớm thì trời đã mưa phùn rồi. Đường này đi trời mưa nên rất là trơn trượt các bạn ạ. Do thời tiết hôm nay mưa nên là đường đi hơi khó các bạn ạ. Công nhận lên trên này lạnh nhỉ. Mưa mưa như kiểu mùa đông. Hiện tại thì anh em đã đến thôn Tà Chử thuộc xã Túc Tán rồi các bạn ạ. Thì hôm nay mình có đi cùng anh Tú kênh Gái Bản để đi hỗ trợ anh vận chuyển quà và phát quà. Hôm nay chủ yếu là phát gạo và mắm muối mì chính cho bà con ở trên này. Tuy là đường vào thôn Tà Chử này có đường bê tông nhưng mà bà con ở trong này rất là khó khăn các bạn ạ. Đây, nhìn những ngôi nhà rất là lụp sụp này. Hầu như là ở đây chưa tôi đi vào từ đầu chưa thấy có ngôi nhà xây nào ở đây. Nhìn bà con đây rất là hoàn cảnh khó khăn. Xe quà thì anh em cho đỗ ở nhà văn hóa để lát anh em tập trung để phát quà đấy. Đây mọi người, ở đây thì nhà cũng ở rất là lưa thưa đấy các bạn ạ. Đây các bạn nhìn xa xa kìa. Ở đây thì thôn Tà Chử thì được chia ra làm hai, tổng là 120 hộ các bạn ạ. Thì bây giờ anh em đang ở trong cuối thôn, ở trong này là tập trung có 51 hộ. Hôm nay anh em đem 51 suất đi để trao cho mọi người trên này. Mọi người đang cùng nhau dọn dẹp để lát nữa chuyển gạo với lại mắm muối mì tôm xuống đấy để phát cho mọi người các bạn ạ. Thì cái điểm văn hóa này là ngày trước là cái nhà trường mầm non, nên bây giờ tận dụng để làm nhà văn hóa thôn luôn. Nhà thì khá là xuống cấp rồi. Đây trưởng bản đang gọi mọi người xuống để nhận quà đấy các bạn ạ. À, loa rẻ hơn chơi loa cơ luôn à? Loa đấy gọi nhìn nó không nghe rõ như loa mình. À, quen tiếng ở đấy anh nhỉ? Nghe quen giọng rồi đấy. Không nghe thấy gì vậy? Quả alo rất là chất lượng. Hai mươi ba,
50, 51, ok chưa? 52 cũng không được. Rồi. Sao 52? 52 chắc nó rơi đâu rồi. Bây giờ anh xếp mì tôm ra đây cho em khoảng cũng cái từng cột như này. Xong bắt đầu bóc cái này ra. Bóc cái nước mắm. Nước mắm ra, bóc đường ra. Bóc tách hết ra hết để tí nữa cứ người vào vào thì một bì gạo này, một bạch mì tôm này, một gói đường này, một chai dầu ăn này, một nước mắm nữa. Đấy. Đấy, cứ xếp thành cột lên. 10 12 1 1. Tính đâu? Cho nó gọn gàng vào. Khi nó nước mắm với dầu ăn cứ bóc hết anh ạ. Cho tiếng này mà. Cứ bóc ra để đây trước. Để đây trước ạ. Vâng vâng. Này là đi. Anh em bốc nốt mì tôm sang bên kia xếp như kiểu mình xếp gạo ấy. Đếm mì tôm xem đủ cho anh. Đủ không? Đây 40 quá. Đây 40 có phải có một hộp 51. 40 phải có một hộp 51 đấy. Thiếu thật rồi. Thiếu á? Thế chưa có kẹp ở đâu đấy? Không kẹp đâu. Cái này thì... Bao nhiêu thùng rồi? Đâu 2 thùng à. 1 2 3 4 5. Đúng rồi, thiếu 2. Hay là xem gạo ít có đều không? Không đều. Không đều. Ôi giời ơi, sao lại thiếu 2 thùng mì tôm thế này? Sáng nay mình đi lại không kiểm cơ. Rơi thì không rơi được rồi. Mì tôm mình không rơi được. Nhưng mà rơi chỉ có rơi gạo thôi. Xem có mắc trên xe không? Hết trên xe hết chưa? 49 à? Ở nhà bốc là hết rồi. Có thì còn đi mở chú em với em mọi người ra quần trong không chứ. Anh có anh em nó giấu đi không? Để em điền về chắc là có kiểu này. Thế này mà ai mà giống đi. Sáng lại không lấy cái nhở đi thì không đến nữa cơ. Bây giờ nhá, thế này nhá, cái túi này này. Anh cho vào em là mỗi hộ là một nước ấm này, một can dầu này, một gói đường này. Đấy, cho vào mỗi 51 túi này. Chia suốt ra. Thì đằng nào chẳng thấy cho vào. Gói đường nó bóc đường ra đi. Đấy, cứ để ra đây, để ra hết đây này. Thôi hết dân bản về đi, cho các cháu trước về đây để phát. Cô này bao nhiêu hộ nhỉ? Bao nhiêu hộ nhỉ? Thiếu mất 51 hộp mì tôm rồi đây này. Đang không có tiền để đền đây. Ơ nhỉ, vô lý nhỉ. Nhưng mà lúc chuyển hình như ai đếm ở nhà rồi mà nhỉ? Lúc chuyển đến Tùng ấy. Cái anh đếm ở nhà không? Không đếm nhỉ? Mì tôm không đếm đâu nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi. Cứ như thế gạo kia cũng đếm rồi, cũng lộn xộn lên. Lúc đầu đếm được nhưng mà sao cũng bê thì vứt nhiều đấy, không đếm được. Rơi thì không rơi được. Mì tôm không rơi được rồi. Em đi sau mà. Đi sau có dừng lại có gì đâu. Bạn hủ tím không có rơi được. Ta cua đây chó đây thôi. Ta chó đây ăn thịt quá là ta thằng bạn. Cua đây hít vào đây kiểu có thiếu hai thùng rồi. Hôm nay cho em gái Mường đi lên trên bản để hỗ trợ mọi người trên này để phát quà. Xem cho đầy đủ nha, không nhà thiếu với lại nhà thừa nhé. Đường này, mì chính này. Đủ rồi. Đủ rồi. Em quên cho mì chính à? Quên rồi. Cho. Alo ạ. Hôm nay anh em đi lại quên mua túi bóng để chia bánh kẹo cho các cháu trên này. Giờ sẽ để cho em Hiệp phát bánh kẹo cho các cháu. Đấy, đổ hết rồi.
dồn hết rồi. Rồi nó tổng hợp. Cái này hai thùng, tôi lấy cái thùng nữa kia. Kia kia cái thùng đằng sau. Nhưng mà trộn trộn đều hết rồi chứ anh. Không phải trộn đâu chứ. Thế này bỏ một cái thùng này ra này. Đây đây đây, để bỏ một cái thùng này ra. Hiệp em đổ cái túi kia vào đây. Bây giờ thông cảm cho chú. Hôm nay mình đi mua túi. Mua nhưng mà lại mua túi. Ôm lấy, úi giời ơi rồi. Tôi là chú. Ôi, bà cô. Bà nào có túi nào không? Bà nào có túi nào không? Để cho chén cho anh nhiều nó không chịu nhá. Quên mang túi thôi, cho báo luôn được. Được chưa đấy? Đừng có đi xong lại tí quay lại nhá. Không đủ nữa đấy, không đủ cho bạn khác nữa đấy. Có cái túi kìa. Thì vào mua cái túi đâm nha, cho các cháu là áo mực. Cho một bốc to to mà em ạ. Không phải cởi váy ra đâu cháu ơi. Cho cái túi, cho cái túi. Em ơi, một bốc to to vào hai hộp mà. Chia đều ra nhá, không phải không đủ nhá. Cú con này được chưa? Chưa được đâu. Bỏ áo ra. Đúng rồi. Mấy đứa này được chưa? Có các con cầm về phòng ăn nhá. Nhìn bà con tập trung đông đủ để nhận những cái món quà ý nghĩa của các cô chú gửi lên, nhìn rất là vui các bạn ạ. Đủ hết chưa? Ai đến sau lại cho. Còn cho tí, đến thì lại không có cái cho. Đấy, còn lại một ít để dành cho đứa nào nó chưa đến sau nhé. Bây giờ đủ chưa, số lượng túi này đủ chưa anh? Chưa đến nhưng mà vẫn thừa, thế là nếu mà phát không đủ thì chưa chưa đến rồi. Thế là túi bóng thiếu à? À, bây giờ thì đọc thôi. Đi nào nhà nào gần thì mượn lại túi bóng nhá. Mua khai hết chưa? Đọc để khai nhá. Đọc đi anh đọc đi. À, thông báo với tất cả các bác nhá. Anh ơi chị là ở trong cái thôn Tà Chử này. Hôm nay là cháu là kênh YouTube Gái Bản cũng vào đây quay một số cái video ở trên này thì mọi người ở bên nước ngoài, các mạnh thường quân thấy bản làng mình rất là khó khăn. Nhà thì nhà cửa thì khó khăn và cuộc sống ở trong này khó khăn thì người ta có trợ giúp cho dân bản mình là gạo này, mì tôm này, rồi là mắm muối mì chính. Trong đó có 51 suất nhá. Đọc cho các bác hiểu và nắm rõ đó nhá. Mì tôm là 51 này. 51 suất nhân với 60.000 một thùng này là 3.111.000. Dầu ăn 51 nhân với 26.000 là 1.326.000 này. Đường 51 nhân với 14.000 là 714.000 này. Nước mắm là 51 nhân với 14.000 là bằng 714.000 này. Mì chính 51 nhân với 30.000 một gói là bằng 1.530.000. Tổng là 7.395.000 là mắm muối mì chính nhá. Gạo 51 suất nhân với 30kg nhá. Mỗi nhà được 30 cân là 12 triệu tròn. À đâu. Gạo là giá 12
nhân với 1 tấn 530 là đi 18 triệu 360 nghìn. Bánh kẹo 500 nghìn. Đấy. Tổng là cước xe là 500 nghìn nữa này. Tổng là 27 triệu 055 nghìn. Đấy. Các bác ủng hộ vào bản mình là 27 triệu 600 nghìn. Thì còn dư lại, còn dư nhá, mua hết tất cả các đồ này là còn dư 545 nghìn. Đấy, một chút nữa 545 nghìn này thì đưa cho trưởng bản mua một chút đồ ăn cùng với anh em từ buổi sáng nay giúp đỡ. Thế là hết nhá. Đấy, thì bây giờ là đọc tên từng hộ một vào lấy. Cứ thế mà phát thôi. Mua áo khay này. Ơi cẩn thận, Hiệp đứng Hiệp Hiệp vào vào đưa túi mắm muối của mình người đi. Đứng đưa túi mắm muối thôi. Em để lên trên bàn anh ơi, để lên trên bàn. Nó ẩm mà. Hai người đấy. Mì tôm một lấy nữa cơ. Đây. Ôi giời. Đây đậu không là qua lượt đấy. Đừng đặt xuống sân đất nha, nó ẩm nhá. Ui giời. Thằng này biếu như này à. Chưa đủ. Ui, bà nổi không đây? Tay cầm, dầu ăn tay cầm. Chưa đủ. Cầm mua bà đi. Mua ăn lâu. Lâu. Nhanh lên đi. Như là hết lửa đấy. Cứ kéo à, cho cái sang sức cứ kéo à. Mua ăn lâu. Đọc tiếng em mọi người nhanh nhanh một chút. Ha, bà chuẩn bị ha. Đây mình cũng xin được cảm ơn tới các mạnh thường quân. Một là ông Tô Bá Trung 23 triệu này. Hai là anh Khoa Hồ 2 triệu 3. Ba là anh Tiền Ngô 2 triệu 3. Đấy. 51 hộ thì mỗi hộ được 30 cân gạo này, 1 kg đường, 1 kiện mì này, 1 chai nước mắm, 1 gói mì chính này, 1 chai dầu ăn, 1 lít. Đấy. Tổng là 27 triệu 600 nghìn. Hôm nay là có gạo mới ăn rồi là hết đấy. Mai là đi nương băng băng ngay. Hỏi người không được không? Mua tổng. Thôi, cảm ơn tổng cứ mà. Hy vọng là cô chú chỉ hỗ trợ mỗi lần này, lần sau bà con phát triển, không phải hỗ trợ nữa. Mày đổi con bắt con tao ra. Chứ mà chép là hai chép có cả thì chết cả cái mất chuyển cho đôi túi này. Thì hai nốt qua tại khu đồ phải cả tao sẽ chứ. Nhiều quà quá. Một người không cầm hết được. Đâu đó tông này. Giá mới này. Mới đâu? Giá mới. Phải xếp hàng đây đọc cái là có mặt luôn. Bà có lấy được hết không? Nhờ ai cầm hộ đi. B còn cầm cái thùng mì tôm này với lại cái túi này sao nổi. Rồi. Mua A Thinh. Thinh đâu rồi? Mua A Thinh đi đâu rồi? Mua A Thinh. Anh có thật đâu không? Qua đây. Được. Bà con đoàn kia thì đưa nhau.
Mua chua xuống này. Chua xuống nhanh đi. Chua xuống vào đi. Mua chua xuống này. Nhận được quà có vui không cô? Nhận được quà có vui không? Chị Pau à, có biết tiếng Kinh à? Chị Pau gì nhỉ? Không biết tiếng Mông là chị Pau hà lù xúa. Chị Pau hà ở trên này vẫn còn nhiều người chưa biết tiếng phổ thông các bạn ạ. Gần xong rồi đấy nhỉ? Còn mấy hộ nữa? Còn 3 hộ nữa. Cảm ơn các mạnh thường quân vào đây. Xin thay mặt bà con là cảm ơn các mạnh thường quân với lại anh Tú là trên kênh gái bản. Và mong ở đây được quan tâm nhiều hơn với bà con. Thật ra bà con cũng rất là khó khăn và cũng đã rất nhiều nhé. Những lời cảm ơn từ bí thư thôn với các mạnh thường quân nhé. Cái số tiền còn dư, tức là chi phí tất cả hết rồi đấy, rồi mua nguyên vật liệu, rồi là xe cộ, bây giờ còn thừa là 545.000. Đây nhá, 550.000 này, 300 này, 200 này, 50.000 này. Đấy, em góp một con gà vào đấy, xong là anh trưa nay anh mua đồ gì đấy, cùng mấy anh em sáng nay giúp là lên nhà anh luôn nhá. Cảm ơn nhá. Cảm ơn anh nhá. Chúc sức khỏe. Cảm ơn mọi người nhá.